Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA vừa công bố doanh số bán xe của toàn ngành trong tháng 4 năm 2019 đạt 21.021 xe, giảm 35% so với tháng 3 năm 2019 và giảm 1% so với tháng 4 năm 2018. Tính đến hết tháng 4 năm 2019, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 11%, trong khi xe nhập khẩu tăng 202% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, trong tháng 4 năm 2019, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 21.021 xe, bao gồm 14.362 xe du lịch, 6.079 xe thương mại và 580 xe chuyên dụng. Doanh số xe du lịch giảm 36%, xe thương mại giảm 32% và xe chuyên dụng giảm 33% so với tháng trước. Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 14.047 xe, giảm 29% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 6.947 xe, giảm 44% so với tháng trước. Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 4 năm 2019 tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó xe ô tô du lịch tăng 38%, xe thương mại giảm 1% và xe chuyên dụng giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến hết tháng 4 năm 2019, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 11%, trong khi xe nhập khẩu tăng 202% so với cùng kỳ năm ngoái. Cũng theo báo cáo của các hãng xe, 10 mẫu xe du lịch bán chạy nhất tại Việt Nam trong tháng 4 như sau.